bác tên là gì nhỉ? Bác Trung. Gần đây mà hôm nay hôm trước có quay mấy cây của bác nhưng mà chưa cắt tỉa, hôm nay thấy nó sạch sẽ quá. Thấy mà thấy thêm nhiều hoa, hoa hồng, hoa hàng Tết. Hồng bạch kia liệu có đắt hơn không ạ? Bạch thì nó cũng cây to thì nó nhiều tiền, cây nhỏ thì ít. Đây ví dụ cây như cái tầm độ triệu vài triệu có. Nói chung là tầm loanh quanh 1 triệu trở lên. Triệu một cây. Trở lên. Rồi. Thích chậu thì có thêm chậu, thích chơi thế này về tự trồng thì chơi. Tết hoa quá hay. Tầm tiền cứ hơn 1 triệu là có một cây. Đấy là nét rồi. Chơi đẳng cấp hơn thì chơi tầm 5-6 triệu. Đấy, chơi Tết nét, nói chung là có hết. Có nhu cầu hết, nhìn hoa sướng không? Hồng đây là hồng Sapa. Đấy, rất nhiều hoa. Hoa rất nặng. Hôm nay cắt tỉa là Tết có hoa đấy. Vâng. Hay quá. Đấy. Hoa đang vào mạnh. Nhìn cái cây hồng bạch này nó hoa nó nhiều kinh khủng. Đây là vân khôi. À vân khôi. Vân khôi thì nó tầm đỏ. Nó 2 triệu cây. 2 triệu cây. Nhìn rất sang trọng. Vân khôi. À đúng rồi, cái này nó bạch là khác nhỉ. Yeah. Đây là vẫn có chút đấy, hồng. Đấy là vân khôi. Vâng. Vân khôi, mình chả biết gì về hoa. Cứ phải tập chơi. Vâng. Bây giờ đẳng cấp là chơi hoa. Vâng. Hoa mà lại bonsai đấy thì nhất. Ở đây hàng bên này hàng có chậu. Đấy, xa đà đấy. Hàng có chậu. Hàng có chậu đây rồi. Đẹp đấy. Cây toàn thoát thân nhỉ. Thích. Toàn thoát thân. Đây thôi. Và là ngắm ít bonsai nữa. Đây các bác vào vườn nhà bác Trung ở chỗ Tây Mỗ giao với đại lộ Thăng Long đấy các bác, Hà Nội nhá. Thì tôi đã có một lần vào quay ở đây rồi nhưng mà hôm nay thấy nhiều hoa quá. Tết và mở thêm một cái ngõ, mở thêm một cái lối vào đằng sau ấy. Tiện lại phi vào quay phim để khoe các bác. Và một cái nữa là những cái cây của bác ấy đây, cây xanh xi rất là nhiều thì nó đã được cắt tỉa nhưng bây giờ nhìn rõ hơn được trước. Bác ấy đang bận làm hoa ở đây, tí nữa quay từng cây bonsai xanh xiếc một xong rồi hỏi giá sau. Xanh này ra man quá, mới cắt thôi chứ chưa làm sạch sẽ, to quá, hoành tráng quá, cây đại thụ đây thì tưởng bonsai kiểu những cây không phải bonsai mà là cái cảnh này. Cái cảnh rất là to rồi. Trên quê thôi. Quê đợt trước vào nó tùm có muốn quay không quay được quá, chỉ quay một số cây đi triển lãm là kia, bây giờ thì quay quay được những cái cây này. Và ở đằng kia có một cái bông hoa gì nó phải to đúng bằng cái bát ăn cơm quá, nó rất to. Tôi về hoa tôi không thạo lắm đấy, mà cái Tết thì cũng thấy hoa cũng thích đấy. Mình chẳng chơi thì vợ chơi cũng hay, và cũng là cái chia sẻ mà với chị em phụ nữ, chứ mình cứ bonsai cục cằn mãi người ta cũng chẳng phản đối gì đâu, nhưng mà chẳng thấy nó cái gì nó thú vị. Đối với những người mà không thích hoặc là không quan tâm lắm đấy, họ thì đối với phụ nữ họ có cái hoa thì họ thấy vui vẻ tươi mới hơn. Một cây xanh xanh quả, một cây xanh rất nhiều quả. Đây là quả xinh xít quanh năm, khá là hay, khá là hay. Đó. Tí nữa em hỏi giá sau quá nhé, bác cứ đang bận chưa chưa quen biết gì nên hỏi nó nhiều khi nó ngại. Đây là một cây xanh cũng khá là hay, cây xanh khá hay, giá mà vào tay mình nhỉ, thì mình nó làm sạch sẽ tí, cốt cán ổn, một cây xanh khá là hay, cốt cán ổn.
một cây song thụ thì đúng hơn, song thụ thì đúng hơn. Mặt này khá hay, nó đang bị nắng chiếu thẳng vào mặt, không biết các bác nhìn có được rõ không. Hôm trước em quay ở chế Hoàng Hoa Thả ở triển lãm thì Bách Thảo nó bị cháy hình tiếp á, xem các bác xem thấy có chịu được. Ok hay. Mặt đằng kia khi mặt chính thì lại hay hơn. Mặt này sâu hơn một chút nhưng mà nó không được mịn như này. Đấy. Cái xanh rất là ổn. Cái xanh này có nhiều tiền không ạ? Cây này bao tiền? Bao nhiêu tiền? Cây này cây á? À? Vâng. Cây bonsai thì phải hỏi. À thế à? Cây này cứ có khách vâng. Đến đây thì... Em đang định hỏi, em đang định hỏi giá tí. À hỏi vâng. Giá. Có khi lại múc được chăng? Vâng. Còn những cái to này quá thì khó chơi. À, không có diện tích. À, diện tích. À. À, bác ấy lại là hoa. Không biết giá, tí nữa vào hỏi bà chủ sau vậy. Ồ đấy, đấy là một cái cây, là một cây thích nha các bác nhé. Còn những cái to thì nhiều, to nhiều, những cái to rất nhiều. Đấy, đi một lượt vào trong, mới được cắt tỉa cũng độ chắc độ hơn tháng này thôi. Bên này có một số cây xanh rất hay. Mình cứ đi lần lượt các bác. Đây con Nam Điền, con Nam Điền. Nam Điền cũng rất gớm này. Con này thì chắc nhiều tiền lắm. Vậy là nó cũng không phải gu của mình chưa chơi nó to quá. Chơi nó to quá nó không có diện tích mà chơi. Chơi thì trưởng ở quê thì nhiều khi chẳng chơi được mấy. Đấy. Nó khó, chơi nó cũng khó tùy theo cái điều kiện của mình. Là nó một cây khá là hay đấy. To nhất nhì vườn này, to lắm các bác, sừng sững trước mặt luôn. Tất nhiên mà có diện tích mà chơi thì còn gì bằng. Dù sao thì to thì cũng giá trị nó cũng sẽ có phần nó trội được lên hơn. Chứ nhỏ thì thực tế mà nói nó chỉ có giới hạn rồi. Dù đắt đến mấy thì nó cũng chỉ giới hạn ở mức nào đó thôi. Chứ cây to thì mà lại đẹp nữa thì nhiều khi nó giá trị của nó phi khủng lắm. Tam Đà, Nam Điền này, hai con xanh Nam Điền, đấy tay mình bé tí, thuộc diện tay to mà tay bé tí này. Vừa quay cây lại được thưởng hoa này, đây này bác này, Vân Khôi này. Thấy các bác bảo thế tội chả biết Vân Khôi nó là như nào. Nhưng mà nhìn nó cũng rất là thanh nhã, rất là hay. Đây một số cái cây xanh ráng làng. Đó. Con này cốt cán khá là hay. Và xanh này cốt cán khá là hay. Nhưng mà chưa có lối vào. Rút vào thì hơi vất. À, quá to. Đây là ông hoa giấy. Giấy hồng sắc pháo chứ không phải giấy tím anh. Giấy này là giấy hồng sắc pháo. Đây này nhìn được cái lá thì được biết thôi. Thử kiểm định lại cái xem có phải hồng sắc pháo. Đây hoa giấy. Vâng. Đây 25 triệu.
À, đây đó. Hoa giấy 25 triệu. Hoa giấy 25 triệu có nhá. Đã có một cây có giá. Đây, tiếp theo quay một số ông đã từng đi triển lãm. Ông này khá là hay, khá là hiền từ, thuần, có thể nói một từ thuần. Cũng để sâu bệnh lắm, cũng không bón, không phun thuốc gì mấy. Tất nhiên xanh nó chả sao nhưng mà nhìn nó xấu thôi. Nó phát triển nó kém một chút, nhưng mà sang mùa hè mùa mưa thì nó lại khác. Nhưng mà một cái xanh rất đẹp. Xanh rất đẹp. Xanh hồng đá. Xin phép quay phim đi ạ. Cái cây xanh kia là bao nhiêu tiền ạ? Cô chủ ơi, cái cây xanh ở góc kia là bao nhiêu tiền ạ? Trên cái chậu. Trên cái chậu mới đấy ạ. Vâng. Đúng rồi. Thấp này. Vâng. Đúng rồi. Chưa biết giá. Nói xong lại quên, phải là không phải hàng của mình. À thế. Để chờ cái giá này. Cây mà trong cái chậu mùa dụng. À cái chỗ dưới này. Đang chờ bà chủ, nhiều chủ quá chả biết là cây của ai với ai, đang chờ hỏi lại giá. Chắc nó tầm mấy chục. Vâng. Vâng, đã đi cây tiếp theo đi. Cây này. À, một cây ôm đá. Cây này thì có bao nhiêu tiền ạ? Cây nào chị đều phải hỏi thế? À thế à? Thế tí nữa hỏi có thể đi. Vâng. Đấy, có thế. Cây ôm lá. Cây tầm trung, ôm lá. Cây tầm trung. Sau cái này khá là ổn. Khá là ổn. Có vẻ trồng hơi bị siêu một chút. Các bác nhỉ? Trồng hơi bị siêu một chút. Đấy. Đó là siêu một chút. Cây này thực tế mà nói là khá là kỹ và già này các bác. Cắt giật. Một cây khá quý đấy các bác. Trong vườn này có nghĩa đó, có từ vừa nãy giờ có nghĩa là cây tầm trung. Cây tầm to thì không nói, tầm trung là một cây khá là ổn. Tối nay đấy, tiếp theo. Đây là
cây này thì ôm đá khá là lâu nhưng mà tôi không không thích cái dáng này lắm. Rồi, tiếp theo cây này thì quá hoành tráng. Đi nữa quay lại cái cây này. Mấy cây này là tôi đã từng quay một lần. Cây này thì khá là ổn. Giáng đình này. Giáng đình này. Đây hoa, đây hoa rất nhiều hoa. Cây xanh, cây này là cây có lẽ là giá trị hơn cây kia nhưng mà tôi thích cái cây kia hơn. Đó. Sao là có cái phôi xanh nào nó ổn ổn không? Đây, còn thua. Xanh xiết, còn lại là hoa hết, hoa hoè. Đâu, cây hoa nhiều tiền đâu, chưa thấy đâu. Xanh phôi. Ở đây này, đó này. Cái hoa này là hoa gì tôi không rõ, bông hoa rất to này. To bằng lòng bàn tay của tôi. Đó. Thơm lắm. Ở chỗ này thì rực rỡ luôn này. Rực rỡ luôn. Thì khoảng cứ xem cây đá đá tí hoa cũng vui. Đây, xanh. Xanh. To quá, toàn hàng rất là to. Đó. Cây to này. Quay trở lại cái mặt này, cái cây này. Tí nữa mà may mắn gặp được bác chủ thì tôi hỏi toàn bộ, nhưng không thì lại chịu, tôi có lại để dịch khác. Đấy, cây xanh tầm trung với tầm to lớn thì cỡ trung với cỡ lớn thì ở đây có. Đấy, có cỡ trung thì hoàn thiện nhiều hơn. Chẳng biết là ai là chủ thật ở đây nữa các bạn. Cây của nhà mình hả chú? Không. À. Ông ấy thì ông trưng bày đấy để ông bán. Vâng. Cây này đẹp. Dạ vâng. Cây đấy với cây kia đẹp. Đây à? Cây kia đẹp. Đây à? Đang ngắm xem cây nào hợp lý mua cây. Vâng. Đấy. Cây nào đẹp? Đấy cây. Vâng. Rồi. Cũng cháu chưa gặp chú để mà hỏi bao tiền. Mua à? Hỏi một số cây. Cây xanh mà tầm trung ở đây thì được. Nên cỡ to thì còn vòng đang phôi. Cây này thì thôi nhưng mà cũng nhiều tuổi trước. Vâng, nhiều tuổi. Cây này rút răm đi chơi Tết đẹp. Có cả quả này. Có cả quả. Chơi cũng hay đấy. Cây này ổn. Cây này ổn, xếp lại răm. Cây này hay, cắt giật. Này cổ thụ rất. Cắt giật, rất hay, rất rụt gì. À, cắt giật. Phun cho nó tí thì nó đẹp.
thể nó bị dẹp quá. Thấy chắc với Trung Quốc không? Đá trắng trắng. Có khi thế. Dẹp quá. Cái mùa này dẹp kinh khủng. À, nhưng mình có mấy cây này chết. Lá xấu, mùa này lá xấu. Nán lại ở đây một chút để hỏi một số cái cây mà mình thích. Có, nếu mà có kết quả sẽ comment bên dưới các bác nào yêu cầu nha. Bạn nha. Giờ ngắm lại chút mình. Chứ không thì quay phim này nó xem nó cũng khó. Để tự do ngắm một vòng nữa một chút các bác nha. Xin cảm ơn các bác và hẹn gặp lại nha.